Alo, biên hải xin trân trọng kính chào quý vị, kính chào các bạn gần xa. Thưa bà con và các bạn, hôm nay lẽ ra thì bình luận một chút tình hình về cuộc chiến giữa Uca và anh Nga ngố. Nhưng mà mạng xã hội nó là rất là nóng ở một cái câu chuyện của một ông tên là ông Nguyễn Đình Bin hay ông Trịnh Đình Bin gì đó, nguyên là thứ trưởng ngoại giao, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên thứ trưởng ngoại giao, thường trực bộ ngoại giao gì đấy, nói về cái cuộc chiến nó kéo dài 30 năm tại đất nước Việt Nam, tức là từ năm 1946 đến năm 1975 ấy. Thì ông ấy có rất là nhiều cái những cái phát ngôn, những cái quan điểm, nói chung là cái quan điểm của ông ấy về lịch sử và về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở trên mà là nền tảng tư tưởng của chúng ta hiện nay ấy, thì phải nói là có rất là nhiều cái điểm nó lệch lạc. Nói chung là quan điểm của ông Nguyên Thứ trưởng này là lệch lạc. Thế nhưng mà có một cái nữa này, cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam ấy thì lên tiếng phản ứng rất là dữ dội. Phải nói là lên tiếng phản ứng về cái tư tưởng của ông này rất là dữ dội. Nhưng mà nó không biết là nó vô tình hay hữu ý, nó lại có một cái sự cộng hưởng của một anh luật sư bìm bịp trên cái trang là Gia đình và Fan Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Anh ấy chửi ông Nguyễn Đình Bin là ăn cơm đảng mặc áo dân mà là có cái tư tưởng phản động. Nhưng mà tí nữa thì Viên Hải sẽ phân tích ra đây là một cái sự cộng hưởng cùng nhau, cùng màu, cùng tư tưởng hay là cái sự phản động. Thế thì trước hết thì Viên Hải sẽ bàn đến cái chuyện là đúng vào cái ngày 30 tháng 4 thì ông Nguyễn Đình Bin này, ông ấy đăng trên Facebook cá nhân của ông ấy có cái quan điểm rất là tệ hại về cái cuộc chiến, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, nói thẳng là như thế. Ông ấy ban đầu thì ông cũng hay lắm, ông ấy chỉ ra cái nguyên nhân là đất nước ta bước vào những cái cuộc chiến lớn như thế là do là ngoại bang, thì cũng không sai. Điều này không sai, do Pháp, do Mỹ. Nhưng mà có một cái điều rất là tệ hại là ông ấy là gì? Ông ấy là có một cái những ý kiến là lồng vào cuộc chiến tranh ái quốc của dân tộc ta chống ngoại xâm là cuộc nội chiến. Đừng có nói là lồng vào, thưa ông. Chuyện này lồng vào là dở. Ở bên cạnh đó là và sao ông còn gọi là cuộc chiến huynh đệ tương tàn là nội chiến, là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Rồi lại có cái khái niệm lồng vào cuộc chiến này lồng vào cuộc chiến khác, tôi không hiểu. Thì bởi vì tôi không hiểu thì tôi mới có một cái số ý kiến sau nữa. Sau này tôi sẽ có ngay sau đây thôi. Và bên cạnh đó thì ông gọi là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Và tệ hại hơn nữa, ông lại còn nói về cái việc gì nhỉ? Xây tượng đài tưởng niệm cho người lính Việt Nam Cộng Hòa phong liệt, rồi là đến cái việc là phong liệt sĩ cho 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận ở Hoàng Sa năm 1974-75 gì đấy. 74, đúng không? Rồi lại còn có cái ý là cho được hưởng chế độ liệt sĩ. Thế cái rồi bên cạnh đó thì rất là cái những cái quan niệm của ông ấy rất là sai lầm, phủ nhận cái chủ nghĩa Mác Lênin vân vân, cái chuyện phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin ấy cũng có thể là bên Hải sẽ nói đến cái ở một cái bài nói khác. Cái này thì cũng cần phải nghiên cứu lại kỹ hơn. Chứ còn nói ở đây này có khi là trình độ bên Hải thấp quá lại sợ chệch. Thế nên mà về cái quan điểm này ấy, và với cái sự cộng hưởng của tên luật sư bìm bìm này ấy, thì Biên Hải sẽ có đôi lời trao đổi lại với một ông Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Thế thì không biết ông có phải là tội đồ dân tộc không? Nếu như quan điểm của Hùng ấy, nó mà có hai đất nước ấy, giai đoạn 54-75 mà có hai đất nước, ai mà cho là Việt Nam có một đất nước ở giai đoạn đấy ấy, thì là tội đồ dân tộc. Khả năng ông sắp thử thoát rồi đấy. Rất là khó nói nhỉ.
Thứ nhất thì tôi xin thưa mấy ông là quan điểm của ông Nguyễn Đình Bin. Ông ấy cho rằng lồng vào trong cuộc chiến tranh ái quốc của dân tộc ta chống lại ngoại xâm là một cuộc nội chiến, cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Thì tôi nói với ông thế này, ở lịch sử nước Việt Nam hiện đại không có nội chiến, không có nội chiến đâu ạ. Đấy, các thực thể, các thế lực chính trị rồi phát triển thành xung đột vũ trang trong cùng một đất nước, xung đột vũ trang với nhau để tranh giành quyền lực, tranh giành địa vị, vân vân ấy, thì người ta mới gọi là nội chiến. Và điển hình nhất như là cái thời kỳ mà Trịnh Nguyễn phân tranh ấy, kéo cái dài gần 200 năm, thì đấy mới gọi là nội chiến. Người ta chia đảng trong đảng ngoài nhưng mà chưa ai nói là có hai nước Đại Việt cả đâu. Đấy, đến nỗi 200 năm còn như thế. Thế thì không có nói nội chiến, không có nói nội chiến ở cái việc ở cái thời kỳ hiện đại này được. Hay thậm chí kể cả Lê với nhà Mạc choảng nhau ấy cũng chỉ là nội chiến. Đấy chỉ có thời kỳ đấy, những thời kỳ đấy thôi. Còn lịch sử Việt Nam hiện đại không có nội chiến. Đấy. Và tôi khẳng định lại một cái điều nữa là gì, cái cách mạng Việt Nam trong suốt thời kỳ hiện đại, tôi nói gọn gàng từ năm 45 đến bây giờ đi, nó là cách mạng giải phóng dân tộc. Chúng ta đánh đuổi được Pháp. Rồi khi mà người Mỹ vào thế chân người Pháp thì nó lại tiếp tục dựng lên cái chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ấy. Nó thực sự ra là nó là một cái sứ tay sai, một cái đám lính đánh thuê cho người Mỹ. Cái điều này thì đối với trình độ của những cái con người đã làm đến cái cán bộ cao cấp ấy, thì thiết nghĩ rằng tôi không cần dùng những cái lịch, cái cứ liệu lịch sử để tôi chứng minh với các anh làm gì cả. Toàn bộ cái hoạt động của cái chính quyền Ngô Đình Diệm rồi cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa của các anh ấy, nó chỉ là chiến đấu và hành động rồi chiến đấu làm cái gì cũng chỉ vì quyền lợi của người Mỹ, phục vụ cho người Mỹ. Và đến nỗi yếu kém đến mức độ là gì? Yếu kém đến mức độ là người Mỹ mà đưa dân sự vào, đưa hoạt động dân sự vào, bảo là để giúp phát triển, giúp thống nhất, nhưng mà lại còn phải đưa cái lực lượng cố vấn quân sự vào nhiều hơn, rồi dần dần là gì, đưa cả cái lực lượng quân sự của mình vào. Không những lực lượng quân sự của Mỹ đưa vào, một cái trở thành một cái việc đã rồi, ai mời đến, phải không? Thế trong khi đó cái Hiệp định Geneva ghi rõ là cái biên giới, không có biên giới đâu, giới tuyến tạm thời là vĩ tuyến 17 ấy. Thế anh tự ý, tự do, tự tiện, anh làm những cái việc như thế, anh không, người Mỹ lấy lý do là không ký. Chứ ông Diệm, ông chả có cái tư cách gì mà ông tuyên bố ở cái lý do là Hiệp định Paris ông không ký cả. Rồi về sau này là người Mỹ là lấy lý do đấy rồi là dựng lên Diệm, rồi đưa quân vào, đưa dần dần từ cấp độ cố vấn, rồi dần dần đưa trực tiếp cái lực lượng quân sự của mình vào, vào nước Việt Nam, phải không ạ? Thế bên cạnh đó là còn một hàng lô hàng lốc những cái gì quân chư hầu của Mỹ, như quân Úc, quân Hàn, Philippines, Thái Lan, New Zealand, vân vân đã đi vào. Và rõ ràng là bây giờ là cái gì, cái đội quân, cái chế độ Sài Gòn là một cái chế độ lính đánh thuê, không có gì hết. Chính quyền cái nuôi dưỡng là chính quyền tay sai bán nước, đội quân đi chiến đấu là đội quân lính đánh thuê. Mà nó đã là lính đánh thuê thì không bao giờ nó là nó đại diện cho cái quyền lợi của người dân Việt Nam, của nhân dân miền Nam cả, mà cho nên ông nói là nội chiến. Đấy, nói đơn giản thế thôi. Thực sự cái vấn đề này, lịch sử nó bản chất nó chỉ có một thôi. Nói nhiều, nói mãi, trắng đen ra thì nó cũng chỉ có một như thế thôi. Tôi thiết nghĩ tôi không cần lý luận nhiều.
người ta dựng lên làm tay sai để hợp thức hóa một cái mưu đồ là biến miền Nam Việt Nam thành cái thuộc địa kiểu mới và cho các ông ấy phục vụ quyền lợi của người Mỹ. Thế thôi. Thế còn một cái việc nữa thì một cái việc nữa là gì ạ? Nội chiến cái gì mà người Mỹ đưa hàng nửa triệu quân vào cùng với quân chư hầu nữa? Nội chiến cái gì mà đến 58.000 lính Mỹ chết trận tại Việt Nam rồi thua trận rồi phải bỏ chạy? Thế là thế nào? Cái việc này là việc của một cái thứ trưởng Bộ Ngoại giao không hiểu à? Thế thì cái động cơ để cho ông làm động cơ để ông xuyên tạc lịch sử là cái gì đấy? Ông có giống cái thằng Hoàng Duy Hùng kia nó bảo ở nước Việt ở đấy có hai nước Việt Nam. Tôi thấy hơi mâu thuẫn ở cái chỗ này đấy. Thế thì còn cái việc mà ông Bin này ông đòi làm cái gì? Ông Bin ông ấy đòi xây dựng đài tưởng niệm. Xin thưa với các ông ấy là có rồi, cái đài ấy thì có rồi. Còn xây dựng ngày tháng năm nào ấy thì ông cứ tra lên Google thì có. Đài nghĩa sĩ Hoàng Sa có đấy. Nhà nước đã cho phép làm rồi. Còn việc công nhận nó làm là các vị ấy là liệt sĩ rồi được hưởng chế độ liệt sĩ thì xin lỗi, để phục vụ cái gì ạ? Phục vụ hòa hợp dân tộc. Hòa hợp dân tộc không phải là như thế. Ông không phải là ông không đủ trình độ để ông phân biệt được lớp lớp những cái thế hệ con người Việt Nam từ miền Bắc cho đến miền Nam đứng dậy làm nên cái cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước ấy, đổ vết bao nhiêu xương bao nhiêu máu, người ta chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc. Những cái con người này không thể, và những anh hùng liệt sĩ của chúng ta bây giờ nằm rải rác khắp trên cái lãnh thổ Việt Nam này ấy, không biết bao nhiêu cái nghĩa trang, những cái xương máu đó không thể ngồi chung ngang hàng chung vai với những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa mà phục vụ cho một chế độ tay sai đi đánh thuê cho người Mỹ, cầm súng của người Mỹ để bắn vào dân tộc mình. Cái việc này là rõ ràng, không có lộn xộn. Tại sao lại ngồi ngang hàng, ngồi chung mâm với những cái bọn lính đánh thuê cho người Mỹ, cho giặc? Điều này thiết nghĩ là một cái người có trình độ cao như là ông Nguyên Thứ trưởng ấy, ông ấy biết rõ đấy. Như vậy là để mà có những cái tư tưởng, những cái quan điểm này ra thì chỉ có thể là ông đã đổi màu. Đổi màu thôi. Chúng tôi là con em của những cái người đã cầm súng, đã hy sinh thân mình cho cái đất nước, cho cái độc lập. Chúng tôi tự hào về cha ông chúng tôi. Chúng tôi bước theo cái gì? Cái ý chí, cái lý tưởng độc lập dân tộc của cha ông chúng tôi đã hy sinh. Chứ chúng tôi không thể tôn trọng được những cái tôn trọng được, chúng tôi cũng không bao giờ đồng ý để những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đi đánh thuê cho người Mỹ ngồi cùng những anh hùng liệt sĩ của chúng tôi. Thế nhá, thưa ông. Thôi bây giờ là đến chỗ này, bây giờ là tôi sẽ nói tiếp. Cái giọng điệu của ông được một tên luật sư bìm bìm tên là Hoàng Duy Hùng nó cộng hưởng. Trên cái trang gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng ấy, nó ra sức nó chửi ông, nhưng mà thực ra là nó đang ca ngợi ông đấy. Thưa mấy các ông rằng là cái thằng luật sư Hoàng Duy Hùng này nó chưa bao giờ từ bỏ cái quan điểm là có hai nước Việt Nam. Nó nói rằng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi Đảng Cộng sản Việt Nam khéo lắm, để tránh cái tiếng xâm lược thì phải thành lập ra Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Thế nào là tránh tiếng xâm lược? Đấy là yêu cầu của cách mạng tập hợp tất cả các lực lượng dưới cái ngọn cờ của cách mạng ấy, của Đảng Cộng sản ấy, ở miền Nam ấy, thì thành lập ra một cái mặt trận
Rồi như thế người ta mới sinh ra cái khái niệm là, sinh ra được cái khái niệm là gì ạ? Tiền tuyến lớn ở miền Nam là hậu phương lớn ở miền Bắc. Cả nước cùng nhau đánh Mỹ. Chứ không có cái chuyện như cái thằng Hùng nó lập luận là để tránh cái tiếng xâm lược thì phải thành lập cái mặt trận. Rồi nó bảo là Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rõ ở cái chuyện là ồ bây giờ chia cắt ra tạm thời rồi, nó vẫn dùng chữ tạm thời nhá, hôm nay nó lồng vào ghép đúng cái nọc độc của thằng Hoàng Duy Hùng nhá. Chia cắt vĩ tuyến 17 là tạm thời. Thôi thì bây giờ thấy có hai cái đầu não đất nước rồi, ở hai bên là có hai cái đầu não của đất nước rồi. Thì nghiễm nhiên trở thành hai đất nước, hai quốc gia rồi. Thì tránh tiếng phải xâm lược mới thành lập cái mặt trận. Thế cái thằng Hùng này nó có phải là nó hỗn láo không? Mặt trận thành lập do yêu cầu tập hợp lực lượng, thể hiện ý chí, nguyện vọng thống nhất dân tộc, dân nước, đất nước của nhân dân miền Nam. Mặt trận này cũng thành lập do Đảng Cộng sản Việt Nam người ta chỉ thành lập đấy, chứ không có cái chỗ nào khác đâu. Thế mà thằng Hùng nó lại ra sức nó chứng minh, nó chửi ông ấy bảo đây cuộc nội chiến. Thế thì gì, thằng Hùng nó không thừa nhận là nội chiến. Thì đương nhiên người Việt Nam bây giờ không ai thừa nhận đây là cuộc nội chiến cả. Nhưng thằng Hùng nó giả vờ, nó chửi ông là ông đi ngược lại cái gì ạ? Cái tư tưởng chính thống của lịch sử, của Đảng, của cái nhà nước này. Nội chiến là không đúng, bởi bản chất nó không đúng là nội chiến. Nhưng mà đồng thời nó lại đưa ngay cái quan điểm là có hai nước Việt Nam vào đó. Nó nói rằng ông mặc cơm dân mặc áo Đảng, nhưng mà lại có tư tưởng phản động vì gọi đây là cuộc nội chiến. Tôi thấy nó nói đúng đấy. Nhưng mà nó mượn cái tiếng chửi ông rất là đúng ấy, để nó lồng vào đấy cái ý tư tưởng của nó là gì? Nó chứng minh rằng Việt Nam có hai quốc gia độc lập với nhau. Đấy, ai nghe không tin ấy thì không sẽ không phát hiện ra được cái điều khốn nạn của cái thằng Hoàng Duy Hùng này nó nói ở đấy. Nếu mà là hai quốc gia độc lập ấy thì quân giải phóng, quân đội nhân dân từ miền Bắc đi kháng chiến chống Mỹ thì trở thành đội quân xâm lược vào cái nước Việt Nam độc lập, nước Cộng hòa Việt Nam độc lập của chúng nó chứ gì. Phải không ạ? Mà bên cạnh đó, nếu mà người ta bẻ ông nó bảo ô thế nước Việt Nam độc lập, nước miền Nam là một nước độc lập, miền Bắc là một nước độc lập rồi thì làm sao không có nội chiến? À hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Nó rất hợp lý đấy. Thế nhưng mà nó khẳng định rằng Đảng đã nhìn thấy sự chia cắt này bây giờ đã trở thành một hai nước rồi. Thì Đảng ta rồi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tránh cái tiếng xâm lược đi thì mới thành lập cái mặt trận. Hả? Thế có phải là nó đánh đồng ông với nó không? Nó ca ngợi ông đấy chứ, nó ca ngợi ông Nguyễn Đình Bin này chứ. Một ông thì phủ nhận cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thế bây giờ nó giả vờ là nó đồng ý với cái ý tưởng ấy, nhưng mà nó lại khẳng định là có hai quốc gia. Thì đồng thời nó chửi Đảng và nhà nước này, cái Đảng Cộng sản này, rồi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này là cái gì? Là đội quân ăn cướp, đội quân xâm lược. Thế thì các bạn nghe bên Hải nói như thế, bây giờ mình chỉ tưởng tượng ra một cái câu, cái mồm chó ấy, nó có mọc được ngà voi không các bạn? Mồm chó thì không bao giờ mọc được ngà voi cả. Mày muốn lừa đảo ai thì lừa đảo, mày đừng có mà lừa thầy thằng Hùng nhá. Và bây giờ với tất cả những cái người đã từng ủng hộ thằng Hùng và đến bây giờ còn ủng hộ ấy, bây giờ còn ủng hộ ấy thì nghe chừng nhá. Và bây giờ tôi cũng nói luôn, bà cũng rất là kỳ quặc, một ông lại nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao nữa còn tệ hại như thế này. Và tôi mong là hôm nay cũng cái người mà nhắm đến mục tiêu cảm hóa Hoàng Duy Hùng
là anh Nguyễn Thành Sơn ấy. Hôm nay tôi cũng rất là mong anh nghe được cái bài nói này của tôi, để xem cái quan điểm về hai nước Việt Nam nó đúng hay sai. Và tôi hỏi luôn anh Sơn thêm một lần nữa là nước Việt Nam trong thời hiện đại này, từ giai đoạn 1954 ấy, đến năm 1975 ấy, thì nó là một nước hay là nó là hai nước độc lập như thằng Hùng nó nói đấy. Trong khi là quan điểm của thằng Hùng này nó bảo là ai, bất kỳ một ai cho rằng giai đoạn 1954 đến năm 1975 chỉ có một nước Việt Nam thì người đó là tội đồ dân tộc. Đấy. Thì tôi nghĩ là những ai là tội đồ thì thôi, thì hôm nay tôi dừng lại ở đây, tôi không phân tích sâu thêm. Còn những ai là tội đồ ấy, tôi bê ra thì một lô một lốc nhiều lắm. Khả năng là phải mở ra thêm một cái cuộc điều tra dân số và tổng hợp lại dân số rất là nhiều giai đoạn, và tất cả cái lực lượng nhiều lắm. Nếu được nói các nhà lãnh đạo cách mạng ấy, nói đến các lãnh tụ vĩ đại của người Việt Nam ấy, và đứng đầu từ Bác Hồ, là Bác Hồ trở xuống ấy, tôi nghĩ là thằng Hùng nó xếp từ Bác Hồ trở xuống là tội đồ dân tộc đấy. Đấy, một lần nữa thì tôi cũng rất là mong anh Nguyễn Thanh Sơn nghe, và đồng thời tôi cũng chỉ trích thẳng ông nào là tên là ông Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nghe được cái lời này, nghe được cái bài nói này của tôi. Thưa bà con và các bạn bên Hải này, hôm nay là có lẽ là hơi nhiều lời một tí rồi. Tôi rất là cảm ơn bà con và các bạn đã theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái clip sau. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.